giá như vậy? Cái này con bán người ta là 65 ngàn, nếu cô mai sáng còn hàng còn đợi cô 50 ngàn giống đó. Tiền bán là dạ. 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 Tiền nhiều quá. Bởi vậy. Sao cái giỏ người ta nó có luôn rồi sao rồi? Dạ không. Hả? Tại con tặng theo kẹp nó mất rồi thôi. Mà tặng cái mấy chục ngàn, nếu con bán giỏ người ta ăn theo nó không có lời. Cái móc đó nặng rồi, cái nó có rớt rồi. Nó không có rớt mà có cái nó hơi kêu. Nó kêu có két á. Cô đưa nó kêu. Trời ơi, tưởng thấy bạc đạn cũng kêu, điếc cũng chết. Không, bạc đạn không bao giờ kêu. Bạc đạn với nóc đưa, cô đưa không kêu. Chừng có tháng ngoài, 2 tháng cái cô vô miếng nhớt, nhăn cho cô viên đạn á. Dạ đúng rồi. Thêm 50 ngàn để cô xài bạc đạn cho em, nó kêu mà đưa em nó bền nữa. 50 là 2 cái á hả? Dạ nguyên cặp luôn đó. Cặp là 50 á hả? Dạ, gắn mẹ luôn. Gắn luôn đi chứ không gắn sao được. Có cái bạc đạn của người ta, cái vỏ người ta có đó. Đẹp. Hai cái bát cho trước bát sau phải có cái bạc đạn chứ. Mua cái vỏ nổ để gắn bạc đạn. Mua vỏ 50 ngàn được, bạc đạn có 50 hay không mua được. Đừng muốn thêm nữa nữa nghe. Tưởng đâu ông cho, tôi cảm ơn ông Quỳnh. Dạ, đâu có được. Cho lỗ luôn ở chơi này không có cái bát sao? Này có bát rồi cô. Ừ. Có bát nhỏ đang đưa nè. Còn hai cái bát bự ở đây đó. Đúng rồi. Đâu đó vỏ vàng nha. Dạ. Để láng tráng được ha, để tét ịch à. Ở sau lưng là 2 triệu 2 bát bự. Cái lúc đó là tiền giấy 500 đồng tại đồng xu 4 tuổi là mười mấy 20 năm về trước rồi 15 năm rồi. Thời gian nó đi nhanh lắm con ơi. Dạ. Chị là gờ đúng không? Dạ. Uống cà phê không? Tặng ly cà phê. Dạ được rồi cô ơi. Cà phê nhà. Dạ sáng mình đi bán cho mà nó cũng mấy ngày đi bán cho mình hồi hết xe nghe. Vô. Mở cửa con bưng vô cho. Người ta đánh đây. Mở cái cửa.